Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là những cái đơn hàng của buổi chiều ngày hôm nay nhé. Thì ở cái đầu video này em cũng giới thiệu luôn là nhà em chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện này, cộng với thuốc chữa bệnh cho gà, thuốc bổ, thuốc om, cao tan đòn, vitamin, mồi rắn, mồi cắp là nhà em đều có nhé. Thì anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đang tải lên, hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo. Về những cái sản phẩm này thì em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho em qua Zalo nhé. Và cái thứ hai là về những cái bệnh của con gà mà anh em chưa biết, anh em chưa hiểu ấy, thì anh em có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn thêm. Còn là về những cái đơn hàng của buổi chiều ngày hôm nay đây, thì em cũng giới thiệu là nhà em cung cấp cả sỉ đây, cả lẻ. Sỉ là như nào? Sỉ là anh em mà muốn mua số lượng lớn cung cấp lại cho anh em xung quanh ấy, thì anh em cứ báo thì bên em sẽ có ô tô tải chở đến tận nơi, và giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi nhất nhá. Còn nếu mà anh em mà mua số lượng nhỏ lẻ ấy, thì em sẽ gửi hàng qua bưu điện, gần thì khoảng 1-2 hôm là anh em nhận được hàng thôi, xa thì khoảng 3-4 hôm. Và cái điều quan trọng nhất là khi mua hàng bên em là anh em luôn luôn là được kiểm tra hàng nhé, đúng chất lượng này, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu đây, thì anh em phải thanh toán. Ngoài ra anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy là về cái phương thức bán hàng nhà em. Còn là về những sản phẩm đấy, đây có những cái đơn hàng có đúc liền nguyên khối nhé, từ bên trên xuống bên dưới là đều 4 phân. Cái hàng này thì phục vụ cho anh em là chơi đẳng cấp đấy. Hoặc là anh em làm sới ấy, thì anh em hay mua cái loại này. Thì có loại 7m này đấy, loại 7m thì em ghi số 7 đây đấy. Và có loại 9m nhé. Hôm nay có rất là nhiều những đơn hàng đặt cốt nha. Đây 9m nhưng đây ngược thì nó ghi thành số 6 thôi, nhưng nó là 9m anh em. Thì em giới thiệu sơ qua một chút là về cốt 9m này. Đây, giới thiệu sơ qua tổng chiều dài từ phần này nhé, đến vòng quanh, đến phần ngoài này là 9m. Và độ dày của nó từ phần này đến phần này là 4 phân. Chiều cao thì từ phần này đến phần dưới này là 56 nhé. Đấy, 56 để đảm bảo cho anh em mà rất là dày dặn. Thì những cái video trước thì em cũng giới thiệu rồi. Đấy, cái con này thì anh em có thể ngồi lên thoải mái và đứng lên thoải mái nhá. Đấy, phục vụ cho anh em chơi đẳng cấp và làm sới. Ở đây thì nó có một cái lớp dính này, và ngoài này có một cái lớp dính để đảm bảo cho anh em khi mà anh em vần ấy, thì anh em dính vào là ok thôi. Còn khi mà anh em không muốn vần nữa thì anh em sẽ cuốn gọn vào như này để cất đi rất là gọn nhé. Đây là có một cái đơn hàng này em cũng giới thiệu luôn. Đơn hàng của anh Hồng Tú này ở Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đặt một cái quất đúc đây 9m 4 phân cộng với một giỏ cước cao cấp, tặng cho anh em là một lọ mồi rắn. Thì bây giờ là em đang có chương trình khuyến mãi nhé, anh em cứ mua sản phẩm bên em thì em sẽ tặng cho anh em là một hộp mồi rắn như này. Đây, một hộp mồi rắn như này nhé, và anh em dùng thử. Hộp này là gồm 50 viên và anh em dùng thử nhé. Đấy, còn là vài đây là có một cái đơn hàng đây của anh Nguyễn Duy Khương, em xin lỗi, Nguyễn Duy Phương ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đặt một chiếc quất đúc đây 9m 4 phân. Đấy, em vừa giới thiệu rồi. Còn là vài đây là cái quất 7m này, 7m thì cũng từ chiều này đến chiều này là 7m nhé, và nó cũng có một lớp dính này. Đấy, để anh em phục vụ anh em là dính vào anh em dùng luôn. Đấy, quấn thì rất là gọn vào như này thôi. Còn là vài đây là đây cái đơn này, Huỳnh Thanh Vĩ này ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đặt một cái con đúc 7m 4 phân cộng với một giỏ tre đẹp cộng với 5 đôi bịt mỏ cộng với 2 đôi bịt cựa Thái Lan, tặng cho anh như là một lọ mồi rắn. Đấy là về những đơn cốt nhé. Còn là về đây rất nhiều những đơn nữa. Đây, giỏ đây anh nha, giỏ cước cao cấp này, giỏ tre hun khói này. Đấy, còn đây những cái đơn hàng giỏ này, anh Nguyễn Văn Thương ở Chí Linh, Hải Dương, đặt một cái làn mây. Anh Trần Thành ở Bắc Trà My, Quảng Nam. Đấy, anh Trần Thành này thì ủng hộ bên em rất là nhiều rồi. Em cũng rất là cảm ơn anh Trần Thành nhé. Đấy, tặng một cái giỏ tre hun khói này, hàng đẹp. Đấy, tặng cho anh là một lọ mồi rắn này. Nguyễn Văn Thìn này ở Đông Anh, Hà Nội, cũng một giỏ tre hun khói cộng với một mồi cóc. Còn đây đơn, đây và đơn lồng chạy này. Lồng chạy thì anh Lê Mạnh Hà ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đặt một chiếc lồng chạy lưới này. Đây và những cái đơn đây. Thông Chí Tắc này ở Đắc Min, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, hai kích lông tặng cho anh là một lọ mồi rắn. Còn đây là Phạm Quốc Việt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đặt một cái cốt thường 7m 2 phân này. Đây rất là nhiều những đơn. Hôm nay rất là nhiều đơn anh em ạ. Sáng em đã gửi một lần rồi, chiều em lại gửi lần nữa. Anh Nguyễn Kim Quyết ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đặt một cóc này, một cao tan đòn cộng với một ốm trong cộng với một kích bỏ này. Đây anh Đặng Gia ở Đơn Dương, Lâm Đồng, đặt một cái kích mỏ cộng với một đôi bịt mỏ.
anh Nguyễn Văn Minh này, ở Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đặt một cái cốt thường 7m2 phân. Rất nhiều những đơn hàng nhé. Đây, cho anh em cùng tham khảo. Thì một lần nữa là em vẫn giới thiệu là đây cáp visit nhà em đây anh em. Đấy. Nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện cộng với thuốc chữa bệnh cho gà. Kênh YouTube đây. Đấy, anh em có thể kết bạn Zalo với số này nhé, 0367194999, thì em sẽ tư vấn thêm. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nhé, để em đóng những cái đơn hàng này gửi đi cho khách. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.